từ mùa thu năm 1963, một nhóm tướng lãnh quân đội đã kết hợp để tiến hành cuộc đảo chánh. Những nhân vật trung tâm gồm có Trung tướng Dương Văn Minh, lúc bấy giờ là cố vấn quân sự phủ tổng thống; Trung tướng Trần Văn Đôn, tư lệnh lục quân, lúc bấy giờ giữ chức quyền tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa; Trung tướng Trần Thiện Thiêm, tham mưu trưởng Liên Quân. Trong khi các tướng lãnh âm thầm kết hợp để tiến hành đảo chính, thì ông Ngô Đình Nhu, bào đệ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn chính trị của Tổng thống, vẫn tin tưởng ở sức mạnh của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Trong các cuộc phỏng vấn của phóng viên các hãng thông tấn quốc tế, ông nhấn mạnh đến lập trường chống cộng và quốc sách ấp chiến lược mà ông tin rằng đó là thành trì bảo vệ nông thôn của Việt Nam Cộng Hòa. Ấp chiến lược mà ông Ngô Đình Nhu là nhà thiết kế vào năm 1963 đã phát triển mạnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 10 tháng 9 năm 1963, bà Ngô Đình Nhu đã dẫn một phái đoàn dân biểu dự hội nghị quốc tế tại Nam Từ, nhân tiện ghé qua một số nước để biện giải cho dư luận quốc tế về tình hình tại Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, những lời tuyên bố của bà Ngô Đình Nhu về các cuộc tự thiêu của một số nhà sư Phật giáo như đã châm thêm nhiên liệu vào ngọn lửa hỏa thiêu cả một nền Cộng Hòa. What have the Buddhist leaders done comparatively? The only thing they have done, they have barbecued one of their monks, whom they have intoxicated, whom they have abused the confidence. And even that barbecuing was done not even with self-sufficient means, because They use imported gasoline. Và điều đó đã xảy ra khi vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, bà Ngô Đình Nhu đã trả lời báo chí về cuộc đảo chính xảy ra tại Sài Gòn và cái chết của ông Ngô Đình Nhu và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Will you seek political asylum in this country if the coup is successful? Never. Why? No, because I cannot stay in a country of people who have stopped my government in time of war. What news do you have of your husband? First, I do not think that it will succeed. You can be sure that I am sure that it will never succeed. Yeah. News from my husband? Yeah. I know only that he expected it. Trong những năm tháng lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn thường xuyên đi kinh lý, thị sát chiến trường. Ngồi trên xe dành cho vị nguyên thủ quốc gia, ông đăm chiêu nghĩ đến tình hình đất nước. Ông vững tin ở sự cường thịnh của Việt Nam Cộng Hòa. Có những lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm vô cùng cô đơn. Ông đi bắt bộ trong tư dinh, lòng nặng trĩu những ưu tư cho vận mệnh quốc gia trong những ngày đầy biến động.